Lần đầu tiên kể từ thập niên 1980, một chiến hạm Mỹ sẽ viếng thăm Tân Tây Lan vào tháng tới đây, và đây cũng được xem là hình ảnh chấm dứt cuộc tranh chấp giữa hai quốc gia, vốn khởi sự khi Tân Tây Lan ra lệnh cấm chiến hạm nguyên tử. Thủ tướng Tân Tây Lan là ông John Key hôm thứ Ba loan báo rằng ông cho phép khu trục hạm Mỹ đến cảng của Tân Tây Lan để mừng 75 năm thành lập Hải quân quốc gia này. Chuyến viếng thăm đánh dấu sự phát triển trong mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Tân Tây Lan, vốn trở nên lạnh lẽo vào giữa thập niên 1980. Tuy nhiên, ông Key cho hay đã tham khảo các cố vấn của ông và chắc chắn 100% rằng chiếc USS Samson của khu trục hạm Mỹ không chạy bằng năng lực nguyên tử hay chở theo vũ khí nguyên tử.